hội tuyển vợ cho thái tử kia, tất cả dân thường đều được tham gia. Hả? Điều đó có nghĩa con cũng có thể trở thành thái tử phi à? Chứ sao nữa. Mẹ ơi, mẹ cho con đi lễ hội nha. Thôi được rồi. Cuộc gặp gỡ ở đường làng, chiếc hài dưới suối, tất cả đều là do ông trời sắp đặt để đưa nàng đến với ta. Nguyên ơi, chị Tâm, đó là chị Tâm. Không thể nào. Điều hạnh phúc nhất của Tiếp là được ở cạnh cha. Cái hạng đó thì làm sao mà đủ tư cách để trở thành thái tử phi? Sao lại không đủ tư cách? Muốn tôn thái tử, chính là bất ngờ cho quân Sam tấn công quân ta đang cố thủ. Khi lúc đang trong chiến, vua và thái tử sẽ bị giết tính vì kế hoạch của ta. Lúc đó thừa tướng này sẽ giành chính ngôi thượng ngồi trên ngai vàng. Nếu hai ngươi ngoan ngoãn làm việc cho thừa tướng, tiền tài danh vọng các ngươi mặc sức mà hưởng. Đại sư! Đại sư! Con trai của ta, ý trời đã định sẵn thời cơ để con nhận ra sứ mệnh của mình.